giới thiệu trận đấu hạng cân 55 kg vận động viên Nguyễn Đình Liên, quân đội góc cầm lòa, gặp Bùi Tiến Hải, đoàn Hà Nội góc cầm danh. Trận đấu bắt đầu. Hết thời gian thi đấu hiệp nhất, vận động viên góc cầm đỏ không điểm, góc cầm xanh 2 điểm. Thank you.
Sau hai trận đấu với số điểm 2-0 của tên đốc thẩm canh đoàn Hà Nội thắng cuộc.